trọc Bỉm Sơn đã có tín hiệu xin trả lời. Anh xin trả lời câu hỏi này ạ. Đây là bài hát của dựa theo thơ của Nguyễn Nhược Pháp và Trung Đức đã phổ nhạc ạ. Bởi vì M là chữ 1000 và C là 100, nhưng mà C viết chữ M kia là 9, còn X thì là 10 và C đứng sau chữ X nghĩa là 9, nghĩa là 90. Còn chữ V và hai chữ số gạch kia là 52 là 7 ạ. Chúng ta đang sống ở năm 1997. Vâng. Như vậy là trường phổ thông trọc Bỉm Sơn đã giành được thắng lợi trong câu hỏi này. Xin chúc mừng tất cả các bạn.